gót nhá. Hiện tại anh Nguyên đang ghép một đôi loa JBL, màu điện là JRX125, bắt kép 40 tiếp kèn, phù hợp cho anh em đánh không gian trong nhà. Và anh Nguyên test một cú đẩy Crown Microtech 2400 cho em Hiếu Hà Nội. Thì con này còn nguyên sơ nguyên bản nhá. Hôm trước này em nhìn thấy bẩn luôn. Hôm nay gửi đi anh sẽ làm nó sạch sẽ lại. Đây. Ông liễng chưa? Hôm trước nó còn tất cả bẩn bụi luôn. Con này là chạy hai tụ khủng long bảo tàng Philip Vương Miện nhá. Đấy. Còn gió thì êm đét thôi, cho trà mỡ rồi. Cái nắp đen. Và chạy 24 trụ sắt Vương Miện zin 100% luôn. Đây. À đây các chế độ đánh kiểu như là độ nhạy em gạt đây. Ngày xưa nó kẹp, giờ anh làm nó trơn tru rồi. Này, tay gạt được. Trước nó kẹp. Đấy. Thế là ngon lành cành đào nhá, zin 100% zin đét. Zin thì zin luôn. Và bây giờ anh sẽ test từng kênh một. Để em xem nhá. Bật đây này. Đảm bảo là okay. Và em đấu tranh khẩu dương trên âm ở dưới là loa. Con này sản xuất tại Mỹ nhá. Đấy, giá con này là 15 triệu đồng anh em. Đấy. Made in USA. Và anh sẽ tặng em hai dây này. Và anh thử từng kênh nhá. Anh thử kênh một này. Đấy, ok nhá, chạy nhá. Nghe chưa? Rút ra này. Thứ hai này. Đấy. To nhỏ được cái này. Đắt này. Đấy. Tất cả này anh vệ sinh hết rồi. Ok chưa? Xong nhá. À, to nhỏ em nhìn nhá. À. Đấy. Ok chưa? Chuyển sang kênh 2. Nhỏ này. Tôi đảm bảo cái con này là 100% zin nhá. Chạy hoạt động tốt. Đấy tốt luôn, hai giác này. Đường xa chuẩn thế luôn. Đây em quay. Ờ sạch chưa? Bóng mỏng chưa? Đây này anh chưa dập rửa đấy. Anh chỉ vệ sinh thôi nhưng mà anh rửa nhé. Rửa cho anh em nó đẩy bãi, mới tiết luôn. Mới đẹp đẹp luôn. Mà không rửa để nguyên sơ này. Kêu em rửa. Nếu cái này kêu nhá. Thì em rửa anh mới tiết cái dầu nhớt xe máy. Đừng bôi vào bò. Mà nhớt xe máy nó chịu nhiệt. Khi chạy nóng nó không vào nó đóng băng. Cái nhớt xe máy chúng ta hay dọn vào đây. Em đét luôn. Ok chưa? Bây giờ anh đóng lắp nhá. Đóng lắp rồi đi. Ok em nhá. Con này cái nào chưa? Đấy. Ok nhá. Con này cái nào? Chuyên dây luôn. Con này. Mai gửi cho em nhá. Cảm ơn em đã ủng hộ hàng anh Nguyễn. Lý lỗi đấy.